This is Red. Chơi graffiti cũng được 3 năm rồi. Thì đây là tác phẩm của mình mới hoàn thành khoảng 1 tháng chơi thôi. Anh là Quân và anh đã theo đuổi cái môn graffiti này từ 2008, tính ra được khoảng 14 năm, 15 năm. Để mà nói về graffiti trong một từ ấy, thì mình xin phép từ tiếng Anh nhá, là spectacular. Đúng Việt thì là ngoạn mục, nhưng mà mình cảm giác là nó không đủ mạnh như từ tiếng Anh ý. Nếu để diễn tả graffiti trong một từ thì anh sẽ chọn từ gọi là từ tự do. Sao thì khi mà mình được vẽ lên trên tường ấy, thì cái tâm hồn mình rất là thoải mái và nó mang đem đến cái sự phóng khoáng và thỏa sức cái đánh dấu được cái bản thân mình, cái tôi của mình lên trên bức tường. Muốn nói với cộng đồng graffiti Việt Nam là tuổi trẻ mà hãy cứ cháy hết mình, hãy cứ đam mê hết mình, chiến lên, chiến. Điều nhắn nhủ đến các bạn muốn chơi hay là mới chơi graffiti là cứ vẽ đi. Bởi vì sao? Bởi vì anh có lúc bắt đầu thì lúc bắt đầu bộ môn này rất là khó, bởi vì không phải ai cũng chơi được, vì họ cần nhất là về sức khỏe để vẽ và có sơn rất là nặng. Thì hầu hết là các bạn trai theo đuổi cái môn này, các bạn gái mà rất bị hạn chế. Thế là đầu tiên nó vẫn là sức khỏe, thứ hai là phải có kinh tế để có sơn, thứ ba là phải có thân đồ thật đẹp. All I gotta do is put my mind to this shit. turn,